Chào mừng các em đến với môn địa lý lớp 6, đơn vị trường trung học cơ sở Phú Mỹ. Hôm nay thầy và trò chúng ta sẽ là tìm hiểu về ôn tập để chuẩn bị tuần sau kiểm tra một tiết. Từ học kỳ 2 tới giờ chúng ta tìm hiểu từ bài 15 đến bài 23. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu từng bài, nội dung chính của từng bài lại. Bài 15 các mỏ khoáng sản thì các em dựa vào ở trên màn hình đó, thì dựa trên màn hình, dựa vào công dụng hãy phân loại các khoáng sản trên vào 3 nhóm: năng lượng, kim loại và phi kim loại. Thì cái bài 15 đó thì dựa vào công dụng thì chúng ta biết khoáng sản có 3 loại: năng lượng, kim loại và phi kim loại. Như vậy các em hãy phân loại lại những cái khoáng sản này. Đầu tiên là dầu khí. Thì dầu khí thì chúng ta biết là dầu khí là thuộc khoáng sản năng lượng. Than đá là thuộc khoáng sản năng lượng hay còn gọi là nhiên liệu đó. Vàng là kim loại. Kim cương là phi kim loại. Núi đá vôi, hang thạch nhũ, đây là phi kim loại. Cát là phi kim loại. Đồng là kim loại. Sắt là kim loại. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chủ đề lớp võ khí. Ở cái chủ đề lớp võ khí thì nó bao gồm bài 17, 18 và 19. Quan sát hình 45, thành phần không khí thì cho biết không khí có bao nhiêu thành phần. Kể tên, cho biết tỷ lệ của mỗi thành phần. Thì ở đây nhắc lại hai cái nội dung tập thì mấy bạn ghi lại những cái câu hỏi. Những câu hỏi đó mấy bạn ghi vào vở để chừng nữa mấy bạn tìm hiểu trong vở lại những cái nội dung đó, những nội dung của câu hỏi đó để mấy bạn ôn tập để chuẩn bị kiểm tra một tiết. Không khí dựa vào hình 45 thì chúng ta biết không khí có 3 thành phần. Kể tên, cho biết tỷ lệ của mỗi thành phần. Như vậy đầu tiên khí nitơ 78%. Thứ hai là khí oxy 21%. Thứ ba nhỏ nhất là hơi nước và các khí khác 1%. Câu hỏi số 2, nhiệt độ không khí thay đổi theo mấy yếu tố, kể tên. Thì chúng ta biết nhiệt độ không khí thay đổi theo 3 yếu tố. Thứ nhất, vị trí gần biển hay xa biển. Thứ hai là theo độ cao. Thì càng lên cao thì chúng ta biết là nhiệt độ không khí càng càng giảm. Theo vĩ độ địa lý thì ở vĩ độ càng thấp nhiệt độ càng cao, ở vĩ độ càng cao thì nhiệt độ càng thấp. Nói lại ha, chúng ta ghi những cái câu hỏi vào vở cho thầy. Ở chủ đề lớp vũ khí tiếp tục tìm hiểu bài 19 khí áp và gió trên trái đất. Tiếp tục câu hỏi số 3. Dựa vào hình 50 cho biết các đai khí áp cao và khí áp thấp nằm ở những vĩ độ nào? Như vậy khi dựa vào hình 50 thì chúng ta biết khí áp thấp là cái phần màu cam, nằm ở vĩ độ là 60 độ Bắc nè. Nói lại ha, từ 0 độ trở lên là vĩ độ Bắc, từ 0 độ trở xuống cực Nam là vĩ độ Nam. Về khu áp thấp là 60 độ Bắc, 0 độ và 60 độ Nam. Còn các khu áp cao, khu áp cao túa trên đây ha, ở đây là 90 độ, độ Bắc cực Bắc là 90 độ Bắc, 30 độ Bắc, 30 độ Nam, và túa ở đây là cực Nam là 90 độ Nam. Như vậy các khu áp cao là 90 độ Bắc Nam và 30 độ Bắc Nam, còn các khu áp thấp là 60 độ Bắc Nam và 0 độ. Tiếp tục câu hỏi số 4, kể tên các loại gió thổi thường xuyên trên trái đất, phân bố của các loại gió. Như vậy các loại gió thổi thường xuyên trên trái đất thì dựa vào hình này thì chúng ta thấy là có 3 loại gió thổi thường xuyên, đó là gió tính phong, gió tây ôn đới và gió đông đông cực. Phân bố của các loại gió có nghĩa là các loại gió này nó phân bố từ đâu đến đâu ha. Như vậy gió tính phong nằm từ đây đây, như vậy nó thổi từ 30 độ Bắc Nam về xích đạo. Đây.
Còn gió Tây Ông Đới nằm khúc này, gió Tây Ông Đới như vậy nó thổi từ 30 độ Bắc về 60 độ Bắc, 30 độ Nam về 60 độ Nam. Còn gió Đông Cực là nằm ở hai khúc này. Gió Đông Cực thổi từ 90 độ Bắc về 60 độ Bắc, 90 độ Nam về 60 độ Nam. Như vậy, nhắc lại, các loại gió thổi thường xuyên trên đất bao gồm 3 loại gió: gió tính phong, gió tây ung đới và gió đông cực. Phân bố của các loại gió: gió tính phong, đây, gió tính phong nó thổi từ 30 độ Bắc về xích đạo và 30 độ Nam về xích đạo. Gió tây ung đới từ 30 độ Bắc về 60 độ Bắc, 30 độ Nam về 60 độ Nam. Gió đông cực 90 độ Bắc về 60 độ Bắc, 90 độ Nam về 60 độ Nam. Bài 20. Dựa vào sơ đồ quá trình tạo thành mây và mưa, nêu quá trình tạo thành mây và mưa. Như vậy, nước biển và đại dương bốc hơi lên cao, bị lạnh dần. Hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây. Gặp điều kiện thuận lợi thì hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước to dần. Ngưng tụ tiếp tục ngưng tụ làm các nước to dần rớt xuống đất tạo thành mưa. Đây là cái quá trình tạo thành mây và mưa. Bài 20. Ở bài 20 này chúng ta có một bài tập rất là quan trọng. Hãy tính tổng lượng mưa trong năm của thành phố Hồ Chí Minh dựa vào trên màn hình đó. Thầy có số liệu là hãy tính tổng lượng mưa trong năm của thành phố Hồ Chí Minh. Trong một năm thì có 12 tháng, thì muốn tính được thì chúng ta lấy lượng mưa của 12 tháng cộng lại sẽ ra được tổng lượng mưa trong năm. Và đơn vị của lượng mưa luôn luôn là mm. Như vậy ở đây thầy nhắc lại ha, ở lớp 6 ở kỳ 2 chúng ta có một bài tập rất là quan trọng, đó là tính tổng lượng mưa. Cách tính thì chúng ta lấy lượng mưa của 12 tháng cộng lại. Ví dụ như ở trên bảng số liệu này nè, chúng ta lấy lượng mưa của tháng 1 là 18 cộng 14 cộng 16 cộng 35 cộng 110 cộng 160 150 145 158 140 cộng 55 cộng 25 sẽ ra được tổng lượng mưa của thành phố Hồ Chí Minh trong một năm. Và nhớ đơn vị của lượng mưa luôn luôn là mm, phải có đơn vị nha. Rồi, đó chính là cái cách tính tổng lượng mưa trong năm của thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục, chủ đề thời tiết và khí hậu thì ở bài thời tiết và khí hậu là bài 18 và bài 22. Câu hỏi thời tiết khác khí hậu ở điểm nào? Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong thời gian ngắn, thời tiết luôn thay đổi. Còn khí hậu là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương trong thời gian dài, khí hậu có tính quy luật. Như vậy, thời tiết thì nó diễn ra ở một địa phương trong thời gian ngắn, còn khí hậu nó diễn ra trong thời gian dài và có tính quy luật. Đó là sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu. Chủ đề thời tiết và khí hậu bài 20. Hãy nêu đặc điểm các đới khí hậu. Thì dựa vào hình 58 đó thì chúng ta thấy là có 5 đới khí hậu. Một nhiệt đới, hai ung đới và ba hằng và xin lỗi và hai hằng đới. Như vậy yêu cầu là chúng ta sẽ xác định được giới hạn đặc điểm khí hậu là nhiệt độ, gió và lượng mưa. Như vậy ở đây nóng, giới hạn là nó nằm ở vị trí nào đến vị trí nào đó. Như vậy ở đây nhiệt đới là màu cam, nó nằm ở vị trí là từ 23 độ 27 phút Bắc đến 23 độ 27 phút Nam, hay còn gọi là từ chí tiếng Bắc đến chí tiếng Nam. Nằm ở vĩ độ đó thì sẽ có nhiệt độ là nóng quanh năm. Gió thổi thường xuyên lúc này, nãy chúng ta tìm hiểu có là bài chính rồi đó. Gió thổi thường xuyên ở đây là gió tính phong. Lượng mưa trung bình năm là từ 1.000 đến là trên 2.000 mm. Còn đới ông Hòa nó có hai đới, chính vì thế nằm ở hai vị trí.
Thứ nhất là từ 23 độ 27 phút Bắc đến 66 độ 33 phút Bắc, hay còn gọi là từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc. Từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam là từ 23 độ 27 phút Nam đến 66 độ 33 phút Nam. Nằm ở vị trí đó, chính vì thế nó có sang đặc điểm khí hậu là nhiệt độ là ôn hòa, là nhiệt độ trung bình, một năm có bốn mùa rõ rệt. Gió thổi thường xuyên ở khu vực này đó là gió Tây ôn đới, lượng mưa trung bình là từ 500 đến 1.000 mm. Còn hàng đới nằm ở hai vị trí, từ 66 độ 33 phút Bắc đến cực Bắc, hay còn gọi là từ chí tuyến xin lỗi từ vòng cực Bắc đến cực Bắc. Vị trí thứ hai là 66 độ 33 phút Nam đến cực Nam, hay còn gọi là từ vòng cực Nam đến cực Nam. Gió nó nằm ở vĩ độ đó, chính vì thế nó sẽ có đặc điểm khí hậu là lạnh giá quanh năm và có tuyết rơi. Gió thổi thường xuyên ở hai khu vực này đó chính là gió đông cực, lượng mưa trung bình năm dưới 500 mm. Đó chính là đặc điểm khí hậu của các đới khí hậu trên thế giới. Như vậy ở bài học này chúng ta cần biết được là trên thế giới sẽ có một nhiệt đới, hai ôn đới và hai hạn đới. Và mỗi một cái đới khí hậu chúng ta sẽ hiểu về nhiệt độ, gió và lượng mưa. Bài 23, sông và hồ. Câu hỏi thứ nhất, sông là gì, thế nào là hệ thống sông? Thì chúng ta nên hiểu rồi, sông là dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. Thế nào là hệ thống sông? Thì chúng ta dựa vào cái hình này thì chúng ta thấy là hệ thống sông bao gồm 3 bộ phận: sông chính, phụ lưu và chi lưu. Câu hỏi 2, sông và hồ khác nhau như thế nào? Như vậy sông là dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. Còn hồ là các khoảng nước đậm tương đối rộng và sâu trong đất liền. Như vậy sông nó chảy thường xuyên, còn hồ là nó rộng lại, nó không chảy đi đâu hết. Như vậy đó là sự khác nhau giữa sông và hồ. Câu hỏi tiếp theo, hãy xác định nguồn gốc hình thành của ba loại hồ sau đây. Như vậy dựa vào ba loại hồ, dựa vào nguồn gốc hình thành thì chúng ta sẽ có ba loại hồ. Hình số 1, đây, đây là hồ miệng núi lửa. Hình số 2, nhìn cái hình số 2 thì mình thấy giống như gì? Giống như móng ngựa đúng không? Như vậy đây là hồ vít tích móng ngựa. Hình số 3, rồi, đây là cái hồ Trị An. Như vậy hồ Trị An đó chính là hồ nhân tạo, là do con người tạo ra. Như vậy nhắc lại, số 1 là hồ miệng núi lửa, thứ hai là hồ vít tích móng ngựa, số 3 là hồ nhân tạo. Như vậy thầy đã ôn tập lại những cái bài đã học, về nhà học lại và xem lại những câu hỏi thầy đã ôn tập thật kỹ để tuần sau chúng ta sẽ kiểm tra một tiết đạt kết quả cao nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các em.